Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Đại Bình Chương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải nói là cái phi vụ mà anh em hiệp sĩ Bình Dương đã phanh phui ra một cái đường dây đa cấp và nó rất lớn tại Bình Dương. Thì mới đầu bắt nguồn thì cũng rất nhiều người các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin và cũng trợ giúp và để lấy lại tài sản của mình. Vì lý do là bị một số thành phần, một số công ty giả mạo đa cấp lừa đảo. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin ba em gái ở một tỉnh các tỉnh khác nhau. Thì hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để ghi hình tiếp tục đăng tải như là tiết cả trang mạng xã hội, một cái chính là cũng là một cái lời cảnh tỉnh cảnh báo cho tất cả các cô các chú anh chị trong thời gian vừa qua, phải nói là mình muốn kiếm việc để phải kiếm thêm thu nhập nhưng đã bị một số các thành phần xấu đường dây đa cấp lừa đảo một cách là rất ngoạn mục. Đến giờ phút này nhiều người phải vô cùng phải bỏ trốn quê hương và bỏ gia đình, bỏ chồng bỏ con để bỏ chạy. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi chào em gái nhé. Rồi chào em gái ngoài cùng luôn. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Dạ, em tên Liễu. Em nói lớn tiếng được không? Em tên Liễu. Rồi em nhiêu tuổi rồi? Em 36 tuổi. 36 tuổi, mình có chồng chưa? Dạ, có rồi. Mình nguyên quán ở đâu em? Dạ, em Gia Lai. Rồi Gia Lai Kon Tum ha. Dạ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là cụ thể vụ việc làm sao em? Em nói lớn tiếng lên, nói lớn bởi vì qua em bị công ty sản xuất đầu dòng gọi rất Minh Hà, thì em đã bị lừa số hàng. Bây giờ em phải nói chuyện cụ thể hơn. Đầu tiên em bị lừa là em tới đâu và em xin việc và em bị làm sao, chứ tự dưng là không bị lừa được. Rồi mời em. Em nói là qua tờ rơi và cám tuyển dụng, em đã thấy cái tờ rơi trên đường đó và em đã tìm hiểu đến cái địa điểm của ở đâu? V-Ship 1. Ở đâu? Bình Dương ạ. Rồi Bình Dương. Sao đó em? Thì em đã bị lừa cái hàng đa cấp thì em xin vào công việc và V-Ship 1 tại sao lại bị lừa cấp là sao? Tự dưng sao lại bị lừa được? Em đi xin việc chứ em bị lừa cái gì? Em phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Em đi xin việc bị tìm thấy tờ rơi người ta dán cột điện. Em gọi điện thì cần gọi điện người ta hướng dẫn em tới đâu? Rồi ở đâu? Địa chỉ cụ thể. Rồi tới đó người ta nói chuyện với em làm sao? Tới đó thì em đã được phỏng vấn và người ta ép buộc ép em phải mua cái gói hàng 1 triệu mấy trăm đó. Đỡ 1 triệu mấy trăm đó đỡ trả những cái sản phẩm mà mai mốt mình sẽ kinh doanh đó. Thì nhưng mà tới đó, em tới đó nên em có tiền mua không? Em không có tiền mua, người ta nghĩ em là nó không có tiền mua. Em nói chuyện thì không nghe được bởi vì cái tiếng của em đã khó nghe rồi, trong em bị bịt cổ trang lại càng không nghe được luôn. Tiếng của em là thực sự là anh nghe cũng đã rất khó, anh rất lắng tai nghe luôn. Mà xong em bị khẩu trang đã càng nghe không lỗi luôn. Các cô chú anh chị luôn này là chắc chắn là mọi người sẽ nhiều người sẽ lem đá em luôn ấy. Anh nói thật luôn á, nó nghiêm túc á, người ta sẽ lem đá em luôn. Bản thân anh còn đang lem đá em luôn này. Anh nghe không được. Rồi bây giờ anh hỏi em này. Bây giờ em nói lớn tiếng lên được không? Âm thanh em lớn tiếng giống anh được không? Rồi nó lớn, cố gắng nói lớn tiếng lên. Rồi em tới đó là bị người ta dụ em sao mà tại sao mà em bị lừa? Mà em mượn bao nhiêu? Em mượn 1 triệu mấy trăm đó. Rồi em đóng chưa? Em đóng số tiền đã đủ rồi, em lấy sản phẩm gì? Rồi em lấy sản phẩm để làm gì? Về gội đầu hay là về tắm hay là về làm gì? Dạ em bán gì nữa? Sữa tắm với sữa đầu nhưng mà sản
sản phẩm thì nó không có chất lượng. Không, chưa nói là bây giờ mình dùng là mình mới biết là mình không chất lượng. Nhưng mà anh đang hỏi đầu tiên mình đóng vào mười mấy triệu đó, là mình có thấy có suy nghĩ gì không? Dạ, mới đầu thì em cũng còn tương tương, chưa có nghi ngờ gì đó thì em cứ đóng và tương tương sử dụng sản phẩm. Nhưng mà tại sao mình có tiền mà mình vẫn đi vay được, còn mình đi đi làm thuê làm chi? Không ở nhà đi. Tại vì cái lúc đến lúc cấp bách thì mình có thể tìm cách nào đó để mà lo cái công việc mình lâu dài ổn định. Nhưng mà em nghĩ là cái công người ta vô người ta có tư vấn cho em là đây là cái nghề đa cấp không? Không. Thế em là vô đó là vô đó này người ta hướng dẫn em là làm công việc cụ thể là công việc gì, là mà lương tháng bao nhiêu? Thì vô đấy người ta cứ ấn học lý thuyết trước đây đã, từ từ mới qua thực hành. Có đông không? Công ty nó lớn không em? Công ty nó mới chi nhánh nhiều khắp nơi luôn đó. Không, cái đang nói là cái lớp em học là có được mấy ngàn người không? Nó học nghe nói là có mấy chục người đấy. Hôm em học anh đang nói không nghe, mà anh nghe em này, anh không nghe người khác. Anh muốn nghe em là hôm em học ở trong cái công ty đa cấp đó là em có bao nhiêu người? Em học không phải trong công ty, người ta đưa ra các qua cà phê á, một kèm một là học lý thuyết thôi, một mình một kèm một luôn. Đúng rồi, một kèm một. Là em thấy đông không? Có em với người đó rồi. Ồ, công ty và công ty và đào tạo giữ dạng có một một lính là một một giám đốc hay hả? Dạ đúng rồi. Rồi thế cụ thể là em đã bơm ra bao nhiêu tiền? Dạ tất cả từ lúc sau đó là khoảng 2-3 triệu. 2-3 triệu của em đã lên đường rồi. Dạ, rồi bây giờ người ta giao cho em những hàng gì rồi em? Dạ, người ta giao cho em mấy loại sản phẩm là dầu gội với đâu, em cho anh xem nào. Dầu gội em bỏ ra từng cái món một, từ từ thôi. Dầu gội. Em cầm lên, đâu. Cái đấy là dầu đấy mang tên là gì, nhãn hiệu gì em? GNG gì đó. GNG, em anh không biết tiếng Anh, em đọc giùm anh cái. GNG nè. GNG hả? Rồi, GNG chai này để tắm hay để gội hay để uống? Dầu gội. Dầu gội, gội này là xanh tóc đỏ da đúng không? Dạ, chai này nhiêu, chai này nhiêu tiền? Còn 820 ngàn. Trời ơi, mắc dữ vậy. Dạ. Anh mua chai dầu chỉ có 100 bạc thôi, anh gội 1 năm luôn. Em mua 820 em gội 30 tháng chai này. Dạ, giá quá cao luôn. Giá quá cao mà cao vậy sao mình mua? Ừ. Đỡ lao, đầu tiên mình đã lao đâu? Mình nộp tiền thì mình phải biết là mình nhận được cái gì chứ, chồng em có biết không? Dạ lúc đầu thì không biết, sao lúc sao tại, sao, tại sao lúc đầu em không báo cho chồng biết là anh ơi em muốn làm công ty lớn luôn, làm giám đốc luôn? Chồng cản, chồng cản là mất giàu luôn đúng không? Chồng cản là không có giàu được, đúng không? Đó, vì vậy cho nên mình đánh quả lẻ luôn, là trốn chồng, trốn con luôn, đánh quả lớn luôn, làm giám đốc luôn. Nhưng ai mà là giám đốc không làm được. Thôi bây giờ là làm nhân viên đi. Rồi trái này 800 mấy? 820, anh nói chuyện có mắc cười không? Phải không? Rồi, tiếp tục món thứ hai. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi, là cha mẹ ơi, sữa tắm của em đây hả? Hàng ngày em mua chai sữa tắm, em có tắm sữa tắm bây giờ không? Trước đây á, là em có xài sữa tắm không? Em thấy cái bao bì mà cái chai sữa tắm của người ta bán trên thị trường á, ra rất đơn giản, cái bao bì nó có đẹp không? Đẹp không? Chai này là anh không nhầm, nó nhặt ve chai rồi, nó in cho em rồi. Phải không? Rồi chai này nhiêu tiền em? 790. Trời đất quỷ thần ơi, 790 đồng à? Anh nghe có nhầm không? Dạ đúng. Em đã gội lần nào chưa? Gội mấy lần rồi? Rồi tóc em bạc luôn rồi, thôi xong rồi. Em gội mấy lần? Rồi tóc bạc rồi, rồi về đi kiểm tra ngay, thấy tóc em này ảnh hưởng rồi. Rồi còn này xù hết tóc rồi, hư cái tóc luôn rồi. Rồi còn sản phẩm thứ ba là cái gì đấy em? Đây là trà Bách Sơn Trà. Bách Sơn Trà, cái này là cái gì? À, trà uống này. Uống này có xanh. Phòng chống ung thư. Phòng chống ung thư luôn. Còn này là trị giá 360.000. 360.000, sao em không nói là gia đình cho ông xài trước đi, thử đi, tôi xem đã. Tôi chết tôi rồi. Dạ. Thế còn những cái gì nữa em, mới có ba thôi. Tất cả những sản phẩm là 7 sản phẩm. Sao em cầm hết cho anh xem? Em coi tình hình nha. Nhiều quá. Mình đã cho bà con xài bớt đi chưa em? Sao kỳ vậy? Không ai dám xài mình. Hay là em để xài dần đây? Hay là xài ăn mảnh để mình xài? Trời ơi, bây giờ anh... Thôi anh nói chuyện rất nghiêm túc nha. Không xài, không ăn, không uống, không gội, không dùng, không cho bà con. Chôn trong cống ngay, tiêu hủy liền. Nha, tiêu hủy.
mua vôi bột về đổ tiêu hủy đàng hoàng, được chưa nhá? Đổ vào đâu đó tiêu hủy đàng hoàng, khử trùng khử khuẩn đi, bởi đây là toàn virus không à, băng lừa đảo không à. Bây giờ anh hỏi em báo công an chưa? Công an ở đâu? Nó lớn tiếng lên. Em đã báo công an phường An Phú rồi. Rồi công an em báo là gặp ai? Em gặp cái anh nhưng mà em không biết tên. Anh ấy là phó co hay trưởng? Anh ấy đeo mấy? Trưởng luôn à? Anh ấy mấy gạch mấy sao? Em trưởng ấy em cũng đấy. Em có để ý sao gạch của người ta có bảng tên không? Không đấy. Không để ý. Rồi người ta nói với em làm sao? Đã có giải quyết cái chuyện này cho em. Người ta nói làm sao cụ thể, em nói thật đúng y tường trình như anh em à? Em tới em gặp. Là công an nói với em như thế. Dạ. Công an nói sao nữa? Dạ. Lấy em thấy nó nhiều lắm, bây giờ này mất hết rồi, cụt hết rồi. Bây giờ nói mỗi câu vậy hả? Sợ cái gì, nói thật đi. Lấy em nói với anh sao? Em tới em thưa công an phường An Phú, và công an người ta nói với em những từ như thế nào, em nói thật cho anh biết. Công an nói ngu thôi dám chịu. Sao nữa? Công an nói là bị lừa hay nào để người ta giải quyết không? Không nói gì hết. Vậy xong đuổi em về luôn hay là tự em về? Dạ, em phải về em thôi. Em ngồi lâu không? Em ngồi đợi chắc cỡ 20 phút. 20 phút ngoài tiếp đón luôn. Dạ. Em vô em có gặp trực ban không? Nhiều anh đó, em cũng. Nhiều anh không ai giải quyết luôn. Người ta có cười không? Nói câu vậy ngu chết nha. Vậy là em đã báo công an rồi đúng không? Dạ, rồi hiện nay gia đình em biết chưa? Dạ, biết. Rồi em đã tới cái công ty đa cấp lừa đảo này để em đòi lại tiền chưa? Em cũng tới rồi thì người ta cho biết em. Người ta nói làm sao? Người ta nói thì tiền đóng ở đấy thì lấy sản phẩm gì rồi. Rồi tiền đóng và lấy sản phẩm. Dạ. Trước khi đến này em, trước khi em mua hoặc em đặt hàng sản phẩm này, em đến em nhờ hiệp sĩ Bình Dương rồi thì ok rồi. Dạ. Em đâu có mất tiền đâu, đúng không? Mấy chục triệu để ăn dần cho sướng, vào nhà cho mát. Dạ. Đẹp da đúng không? Rồi cảm ơn em nhé. Rồi chào em gái ngồi sữa. Em cho anh hỏi là em họ tên đầy đủ là gì em? Em Phạm Thị Chi. Phạm Thị Chi sinh năm mấy? Dạ 94. 94 trẻ quá. Em có chồng chưa? Dạ vâng. Có chồng luôn hả? Chồng sớm vậy, 94 năm nay 29. Anh tưởng chưa có chồng, anh làm ai cho. Rồi bây giờ này, chị hôm nay đến đây cùng với hai em gái đúng không? Dạ. Rồi cái câu chuyện của em cụ thể em sao chị? Dạ em thì cũng dính vô hàng đa cấp bị lừa anh. Rồi hàng đa cấp bị lừa. Em tổng số đến giờ phút này em bị lừa bao nhiêu tiền? Em mua sản phẩm và đóng hết luôn là 2 mấy 3 mấy triệu. 3 mấy triệu. Trước khi em vô là em xin việc hay là em mua hàng? Em mua chiếc, cho anh hỏi em mua chiếc xe nhiêu tiền chi? Dạ 45 triệu 550. Xe gì, xe gì? ARV chìa khóa thông minh anh. Rồi chìa khóa thông minh. Người ta đưa em mua xe trả góp. Dạ, xong người ta đưa em chỗ khác bán xe luôn. Bán được nhiêu? Bán được 24. Lỗ nhiêu tiền? Lỗ 21 mấy. 21 mấy là mới lăn bánh một xíu 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 đúng không? Mấy trăm mét đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cái tiền ở đâu rồi em? Lúc mà mới em mua xe thì bên đó thì cho em 6 triệu. Ừ. Giải 6 triệu là em mua là
7. Và sau này em bán ra 24 và về em đóng sản phẩm cho nó là 13.590, và em trả trên kia là 6 triệu nữa. Thì hình như là em còn giữ là 4 triệu mấy. Sau này nói em là sau này em còn hỏi nữa, đi lái xe em về, em về cũng dặn hỏi, nói là tại vì cái lúc mà kiếm khi mua xe là cũng nhắn cho em là nếu mình mua đi là công ty sau này sẽ hoàn trả cho mình, nếu mình làm đúng theo nó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình từ 20% đến 5%. Rồi em cũng dặn hỏi đi làm thì có ngày công không, người ta cũng nói dặn bình thường mà hỏi chủ nhật bằng 1-2 nữa. Rồi sau này đúng mà sau này em vô câu lạc bộ lao động đặc biệt á, cái kêu em tưởng đâu là vô trong chồng là đóng vậy thôi, em chứ đâu có nghĩ là vô chồng sẽ đóng mua thêm 7 sản phẩm nữa, mà một sản phẩm là đóng 13.590 mà anh kê nó 7-8 sản phẩm lên nó chạy ra tới 100 mấy triệu lần. Em nó có khả năng mà để lo, em mới là xuống làm thức như bình thường. Thì em nghĩ vô công ty tưởng đâu là sẽ đưa vô mà công ty sản phẩm như là chế biến này kia gì mà không có gì vô, là tàn là chỉ là họ phát tờ rơi với điện thoại, phát tờ rơi và nghe điện thoại. Đến giờ phút này em mình có thu nhập mà mình không, mà không có thu nhập thực sự rất đau. Mà dán lúc mà cũng dán thì nói em là ngày 395 rồi đi vô thì nói công ty lo hết, mà thật sự đi vô lúc mà phát tờ rơi chỉ phát được 20 ngày tiền xăng thôi. Còn nếu mà mình đi xa thì cái đó là tiền mình thì đắp vô ăn uống gì chắc chưa, mình cũng bắt vô công ty đâu có bao cho mình đâu. Rồi công ty không có bao gì đúng không? Dạ. Lúc mà vô làm thì mới biết, lúc vô làm mới biết, phải không? Lúc như đi học thì một người kèm một người thôi, nó đâu có cho mình xài điện thoại, hay là nhiều khi người thân mình điện á, mình nói chuyện 15 hay là 10 phút gì nó cũng không được, nó nói trong công việc, trong giờ học mà cứ nghe điện thoại hoài không nên. Vậy là đến giờ phút này là em tổng số em mất bao nhiêu tiền? Thì em mua cái xe em bán ra là 24, với em đóng thêm 10 triệu tiền mặt là 34 triệu. Hiện nay em có những cái gì rồi? Thì em lấy sản phẩm về. Rồi sản phẩm của em đâu anh xem nào? Cái này lại giống nhau luôn hả? Dạ, kỳ vậy. Sản phẩm giống nhau luôn. Cái xe bao nhiêu tiền? Mỗi người một giá hay sao? Cũng giống hả? Cái này là 790. 790 luôn. Rồi cái gì nữa? Cái gội đầu. Gội đầu là nhiêu tiền? 850 luôn. Vậy là sản phẩm là hai em này giống nhau đúng không? Rồi. Bắt sơn trà luôn, lại giống nhau luôn. Rồi cái gì nữa? Dạ hộp collagen là 1.1 triệu. Lại collagen nữa đây, em uống thử chưa? Dạ em mới uống được có mấy lần anh ơi. Trời ơi, xong uống tiếp cho đẹp nha em, cho trẻ trường sinh bất lão. Hả? Uống tiếp cho thành gái 18 luôn. Dạ. Rồi. Bây giờ là còn cái gì nữa nào? Hết anh. Vậy là còn ba sản phẩm nữa đâu rồi? Ba sản phẩm kia là một chai kem đánh răng và còn để nhà. Sao không đánh thử? Đánh rồi, thử ra trắng răng không? Sữa non. Sữa non. Sữa non. Sữa non. Đó là sữa non, hình như em lấy hình như em uống hết một hộp rồi, như sau này em đặt nó thì nó là hết hàng. Hết hàng. Sữa non. Chắc sữa thì ra. Như sữa với một hộp thuốc xương khớp hình như em đánh uống. Sao em uống thử cho nó cứng xương? Em không lấy xương khớp. Vậy hả? Rồi. Đến giờ phút là chồng biết không? Dạ biết. Biết chồng uống không? Không. Sao uống? Kỳ vậy? Vậy là không bị bà tai là luôn. Có chửi không? Ngon dữ vậy hả? Trời đất quỷ thần ơi. Chồng hiền dữ vậy. Rồi bây giờ mình có xin lỗi chồng chưa? Wow, anh ơi em không mong muốn như vậy em bị lừa. Vì mình em tham quá. Đúng không? Cái này là nói thật luôn, cái này là tham. Tham có lúc ban đầu cũng ngày em mặc 300 mấy là thời vụ nha, là lúc trước em xin thời vụ thì em cũng tương đương, nếu mà cũng theo công ty thì chẳng có hiểm lợi thì cũng có số tiền tương đương cũng 300 mấy là vừa. Sau này vô thì thực tuần là không phải vậy, là mình vô là những hàng trong ba cách. Hiện đây em đã báo công an chưa? Dạ em báo rồi. Công an phường nào? Phường An Phú. Người ta nói làm sao? Thì em vô em cũng trình bày, em nói em đi lừa hàng cao cấp gì đó hay số tiền vậy, em cũng có ghi một cái tấm giấy là từ cái lúc mà em bắt đầu từ tờ rơi thì anh điện em mà sai thì nói chung là em cũng ghi vô tờ giấy, thì em cũng mong là công an phường là giải quyết cho em. Mà nhưng em vô thì công an thì nói em đó là không, cũng có nói em là sao mà tin này kia, cũng là chửi ngu
mắng nói vậy hả? Người ta nói là ngu đúng không? Ngu tự chịu còn đưa tiền ra tự giải quyết đúng không? Vậy là bó tay đúng không? Hiện nay là gọi là bó tay .com rồi. Còn em đã từng báo công an rồi. Em báo mấy lần rồi? Em báo một lần rồi. Báo một lần rồi. Nhưng mà giờ em thấy là có được không? Không được, không được. Hôm nay là em mới đến đây là nhờ kênh Chí Bình Dương đúng không? Đây gọi là bệnh viện Chợ Giấy. Ca này ca cuối cùng. Ca này không được là bỏ chôn luôn. Đúng không? Hiểu không? Rồi cảm ơn em nhé. Rồi chào em gái áo đỏ áo hồng bên này. Rồi em có thể em giới thiệu cho anh nha, em họ tên là gì? Em Trần Thị Nga. Trần Thị Nga hả? Dạ. Nga nhiêu tuổi ta Nga? Em năm 28 tuổi luôn. 95 em trẻ nhất ở trong ba cô gái ở đây đúng không? Dạ. Rồi em nguyên quán ở đâu? Nguyên quán em Hà Tĩnh. Hà Tĩnh luôn. Dạ. Xa dữ vậy hả? Dạ. Em có chồng chưa? Chồng có rồi. Chồng có rồi. Rồi hôm nay em đến đây nhờ anh chị Bình Dương là cái gì đây em? Về cũng về sản phẩm chức năng. Lại sản phẩm chức năng. Dạ. Rồi chức năng sao em? Cao cấp là năng. Lại cao cấp luôn, đa cấp về thành đa cấp luôn, cấp cấp nhập viện luôn. Dạ. Rồi em có thể nói rõ hơn ấy, là cái câu chuyện đầu tiên ấy, là bắt nguồn từ đâu mà em lại dính vào đa cấp? Dạ, bắt nguồn từ từ rồi em rồi. Từ rồi chứ. Dán cái tường á. Ai dán cho em? Dạ, người ta dán tường á. Người ta dán theo, tại sao em lại nhập tờ rơi chi? Dạ, em thấy tường vì là em đang muốn thất nghiệp. Em đang thất nghiệp? Dạ. Em thất nghiệp lâu chưa? Em thất nghiệp 2 tháng rồi. 2 tháng? Dạ. Vậy là em bị bao nhiêu tháng rồi? Em mới bị có 1 tháng à. Trước em làm công việc gì nào? Trước em làm công ty giày. Công ty giày lương tháng còn tốt không? Dạ, tốt. Sao mình không làm tiếp nè em? Tại em bị cắt hợp đồng. Sao kỳ ấy? Dạ, công ty không có hàng á. Nó cắt bớt hợp đồng. Gọi là người ta cho nghỉ bớt ha. Dạ. Rồi, bây giờ thế này nhá. Hôm nay em đến đây và em trình bày rõ hơn là hiện nay là em xin vào việc làm trên mạng, đúng không? Em nhìn thấy tờ rơi người ta dán trên tường. Dạ. Và em gọi điện, em gặp ai nào? Dạ, em gặp cái anh làm trên đó. Anh tên gì? Anh tên vừa trước là tên là như là Nguyễn Thị Loan. Nguyễn Thị Loan. Dạ. Tên Nguyễn Thị Loan là chị rồi chứ không phải anh. Chị Nguyễn Thị Loan đó. Rồi chị Nguyễn Thị Loan anh nghe quen lắm. Rồi bây giờ chị gọi em sao? Chị em kêu em biển này, chị ở Kèo gọi em lên phóng vấn. Ừ. Xong là vừa chắc là em đang mất hẹn em mùng 8 em lấy sổ bảo hiểm từ công ty cũ em không đi lên được. Em hẹn mùng 10 em phải em không đi được, từ 12 em đi lên. 12 đi lên xong là kêu xong anh kêu em lên phóng vấn. Ông thân kêu là đóng 278.000 là tiền, đó là tiền bảo hiểm rủi ro. Thì bữa trước em đi là em không đi, em đóng có 100.000 trước. Sau này em đi lên lần nữa là em đóng 178.000 nữa, là 278.000. Xong là người ta kêu về, xong là kêu mai lên học. Ngày đầu thì lên ngồi chơi. Ngồi chơi lấy tiền luôn. Ngày kêu học 2 ngày đầu tiên thì không có tiền. Đấy, đi học. Xong ngày thứ 3 là bắt đầu thì người ta đi xuất xưởng sản phẩm. Rồi là mình nói chuyện lời của mình. Gọi đang tẩy lão đó. Dạ. Dạ, người ta nói là tới người ta thì em cũng cho tiền em hỏi thì là người ta kêu là trả lương 2 tuần 8 một lần, mà em hỏi là trả tiền mặt hay là trả thôi tiền này tiền. Anh nghe vậy anh quen thuộc lắm rồi. Dạ. Rồi bây giờ này em cho anh hỏi, hiện nay em bị người ta dụ dỗ em bao nhiêu tiền rồi? Em tính ra thì em cũng hết 36 triệu rồi. Mà người ta có kêu đóng tiếp không? Dạ có. Rồi kêu đóng quả này nữa là nhiêu em? Quả này thì người ta kêu em đi mua xe trả góp mà anh cho đi. Quả này là kêu mua xe trả góp. Dạ. Em dự kiến là mua xe mô tô hay là Z1000 hay là Way Alpha hay là xe gì? Dạ, ta kêu em mua là xe gì ạ? Winner. Xe này cho nhiều tiền, 4 mấy 5 triệu. 38 triệu thôi, rẻ vậy hả? Winner. Rồi Winner nhãn hiệu Honda. Em mua chưa? Chưa. Sao mình không mua em? Sao mua đóng mua cho nhiều tiền để mình lên chức trưởng phòng cho nhanh, mình được nhiều tiền. Em không mua. Sao mình không mua ăn khoắn gì nào? Dạ. Mình sợ gì mà mình không mua? Mình lỡ chơi rồi. Không, em chưa rút tiền để mua. Chưa rút tiền để mua? Chưa rút tiền.
à, chưa đủ tiền. Thế quả nào là đủ tiền để quyết định mua đây này, anh biết được, anh hướng, anh tính cho. Trước khi đi mua là phải bảo ba, bảo chồng hoặc bảo gia đình nhé, là cầm mấy cái bao bố này để đựng sản phẩm về nhé, để xài dần, nghe không? Ừ. Rồi bây giờ tổng số là nhiêu rồi em? Dạ em có 10, em mua được 17, vậy là có 14 à. 13 thôi. Là 30. Dạ. Em mất 30 đúng không? Dạ. À, hết chưa? Còn không? Dạ không. Em báo công an chưa? Dạ chưa. Hôm nay về báo công an ngay lập tức cho anh nhá. Bây giờ cho anh hỏi lại là hôm bữa em bị băng đa cấp nào lừa ở đâu? Dạ ở bên đây là, ở đây là 550 á. 550 có đúng là những cái tên mà anh em vệ sinh Bình Dương đã đăng rồi không? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng không chưa? Bởi hiện nay theo thông tin là bà con chia sẻ là ở đó nó có 3-4 trung tâm. Cả Visit 1 luôn nhá. Cả Thủ Đức cũng có luôn. Ừ, bây giờ phân tán là rất nhiều người để lừa bà con dân nghèo. Ai tham tiền sẽ sập bẫy, ai không có việc làm là sẽ dính chấu luôn, còn lại mất việc luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ anh em chờ xíu nữa thì anh em Hiệp Chí Bình Dương sẽ chở tất cả những cái đồ này và đi cùng với gia đình hướng dẫn cho em, tụi em nhé, các em nhé. Nên báo cho bên quản lý thị trường, người ta có hướng dẫn để người ta có cách để giúp tụi em nhé. Bởi vì cái này là cái hành vi lừa đảo trắng trợn rồi, không có cô na ren, cô na liếc gì hết á nhé. Đây là toàn hình thức lừa đảo thôi, mà lừa thảo bằng hình thức là không có tiền thì dụ đi gọi là mua xe trả góp, mà dụ bám xe và lấy tiền để đóng vào cho tụi nó luôn, chúng ăn hết luôn nhá. Anh em Hiệp Chí Bình Dương đăng rất nhiều rồi đúng không ạ? Và những cái chiêu trò mà lừa này thì khả năng là nó không có gì mới hết á, nhưng đến giờ phút này về đó rất nhiều các bà con, các anh chị, các cô chú ở tất cả tỉnh vẫn dính bẫy đúng không? Thôi bây giờ này đây cũng là cái kinh nghiệm, cái bài học, anh chưa dám chắc là liệu có lấy tiền cho tụi em hay không, nhưng đây là một cái cảnh báo, cảnh tỉnh dành cho tất cả mọi người. Hiện nay đa cấp đã trá hình, đã phát đi thông báo tất cả các tỉnh rồi nhá. Anh em Hiệp Chí Bình Dương đăng rất nhiều rồi, thì báo qua mình, gia đình mình đã rất nhiều người trong thời gian vừa qua đã báo cơ quan chức năng rồi. Những cái vụ việc này hiện nay thì chưa biết là xử lý làm sao, nhưng đến giờ phút này một ngày một hoành tráng hơn đúng không, chúng vẫn hoạt động bình thường, công khai minh bạch đó, lừa con mồi từ mười mấy triệu đến hàng trăm triệu đó, mà rất nhiều người hiện nay đã phải bỏ xứ để chạy rồi. Đó là câu chuyện có thật nhá. Rồi tụi em ba đứa, ba em bây giờ là đưa thông tin này lên là có đúng sự thật không? Đúng, dạ đúng. Nếu sai, nếu sai là mình sao đây, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Rồi anh em Hiệp Chí Bình Dương sẽ ghi hình này đăng lên tất cả trang mạng xã hội nhá, để cảnh tỉnh, cảnh báo các chị em và các cô các bà lớn tuổi nhá, để tránh tình trạng bị lừa đảo giống này. Bởi cái số tiền lúc con người ta khó khăn ấy, 3, 4, 5, 7 triệu phải là rất lớn đối với người ta đúng không? Nhưng đến giờ phút này là hàng hóa thì những cái này không ăn được, không xài được. Nếu như mình mất tiền thì mấy cái hàng mình xài dần thì cũng tức đúng không? Nhưng những hàng này là tuyệt đối là nghiêm cấm không được xài nhá. Em xài cái hậu quả khôn lường luôn. Em gái nhá, áo đỏ bên kia nhá. Rồi em còn là các em còn điều gì nữa không? Muốn nói gì nữa nào? Hết chưa? Rồi, anh cảm ơn ba em gái xinh đẹp nha. Rồi, chúc các em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng là trong thời gian tới thì cái câu chuyện này được kết thúc một cách tốt đẹp. Hy vọng là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý vụ việc này. Mà hiện nay đa cấp mọc lên như lấm rơm, lấm dạ luôn. Đó, mọc ở tất cả các nơi luôn. Mọc từ trong nhà dân, mọc ở các khu phố, mọc các quán cà phê. Đó, mọc ở tất cả các ngã đường, các chung cư cao tầng. Nó dụ dỗ rất nhiều con mồi, rất nhiều chị em, rất nhiều các anh chị hiện nay đã mắc bẫy. Và nhiều người có thể là có kiến thức đang học đại học năm 3, năm 4 vẫn bỏ học theo những đường dây đa cấp để lừa đảo người khác. Đây là một hành vi và nó là vô cùng trắng trợn. Không hiểu sao bây giờ hiện nay đa cấp một ngày một mặt còn rất nhiều. Anh em đưa lên đây phải nói là rất nhàn rồi. Cái câu chuyện nhiều người mà tôi nghe ngoài rồi, nhưng không hiểu tại sao mà câu chuyện này vẫn còn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Rồi chào tất cả mọi người. Xin chào cô chú anh chị bạn, hẹn cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.